Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn Trong video ngày hôm nay Thắng xin được cập nhật Thịt visa Mỹ và thịt mở hồ sơ tháng 11 năm 2024 Trước khi đi vào video mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng Và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng Xin cảm ơn tất cả mọi người Ký hiệu các diện hồ sơ diện F1 con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ, diện F2A vợ chồng hoặc con nhỏ dưới 21 tuổi của thường chú nhân, diện F2B con độc thân trên 21 tuổi của thường chú nhân, diện F3 con đã có gia đình của công dân Mỹ, diện F4 anh chị em của công dân Mỹ. Công dân Mỹ những người đã có quốc tịch Mỹ, thường chú nhân những người đã có thẻ xanh bao gồm thẻ 2 năm hoặc thẻ 10 năm. Sau đây Thắng xin được cập nhật lịch visa tháng 11 năm 2024 hay còn gọi lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Việt Nam đối với diện hồ sơ F1 ngày 22 tháng 10 năm 2015 đứng yên so với tháng trước diện F2A ngày 1 tháng 1 năm 2022 tăng được 5 tuần so với tháng trước diện F2B ngày 1 tháng 5 Năm 2016 đứng yên so với tháng trước. Diện F3 ngày 15 tháng 4 năm 2010 tăng được 2 tuần so với tháng trước. Diện F4 ngày 1 tháng 8 năm 2007 đứng yên so với tháng trước. Căn cứ vào lịch visa tháng 11 năm 2024, chúng ta có thể hình dung được 5 giờ phỏng vấn của các diện hồ sơ như sau. Diện F1 9 năm 1 tháng, diện F2A 2 năm 10 tháng, diện F2B 8 năm 6 tháng, diện F3 14 năm 7 tháng, diện F4 17 năm 3 tháng. Thư mời phỏng vấn sẽ được phát nếu đủ các điều kiện sau. 1. Tịch phỏng vấn đã vượt quá ngày ưu tiên của hồ sơ. 2. Ngày hoàn thành hồ sơ sớm nhất. Nếu trong tháng 11 năm 2024 này, cô chú anh chị và các bạn hồ sơ đã thỏa mãn hai điều kiện trên thì chắc chắn sẽ nhận được thư mời phỏng vấn trong thời gian sớm nhất. Chú ý với những hồ sơ lịch phỏng vấn đã vượt quá ngày ưu tiên của hồ sơ cần chuẩn bị, lý lịch tư pháp số 2 nếu hết hạn hoặc gần hết hạn, chụp hình kích thước 5 x 5 mới nền trắng không đeo kiến, đổi hộ chiếu nếu hộ chiếu còn thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm, chuẩn bị bộ thế mới 2022 năm 2023 nếu phỏng vấn sau ngày 18 tháng 4 năm 2024 để bổ sung ngay sau khi nhận được thư mời phỏng vấn. Tiếp theo, Thắng xin được cập nhật lịch mở hồ sơ tháng 11 năm 2024 hay còn gọi lịch làm theo 6 bước của NVC. Đối với diện F1, ngày 1 tháng 9 năm 2017 đứng yên so với tháng trước diện F2A ngày 15 tháng 7 năm 2024 đứng yên so với tháng trước. Diện F2B ngày 1 tháng 1 năm 2017 đứng yên so với tháng trước. Diện F3 ngày 22 tháng 4 năm 2012 tăng được 9 tháng so với tháng trước. Diện F4 ngày 1 tháng 3 năm 2008 đứng yên so với tháng trước. Như vậy, Căn cứ vào mở hồ sơ tháng 11 năm 2024, chúng ta có thể hình dung được thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi làm 6 bước với NVC của các diện như sau: diện F1 7 năm 2 tháng, diện F2A 2,5 năm đến 3 năm, diện F2B 7 năm 9 tháng, diện F3 12 năm 7 tháng. Diện F4 16 năm 7 tháng Cô chú anh chị em có hồ sơ nào nằm trong diện F3 Nằm trong lịch mở hồ sơ Thì chuẩn bị những giấy tờ trước khi hồ sơ được mở Và đóng tiền làm 6 bước với NVC Chuẩn bị các giấy tờ phía Việt Nam Bao gồm giấy khai sinh đương đơn chính Cùng các thành viên đi chung hồ sơ dịch thuật Giấy kết hôn nếu có thì dịch thuật giấy ly hôn nếu có thì dịch thợ giấy chứng tử nếu có thì dịch thợ lý lịch tư pháp số 2 dịch thợ lý lịch tư pháp nước ngoài nếu có bắt bò án tích nếu có thì dịch thợ giấy quân đội nếu có thì dịch thợ giấy ra khỏi đảng nếu có thì dịch thợ xin chúc mừng tất cả các cô chú anh chị em phỏng vấn trong tháng 10 tháng 11 năm 2024 mọi đều may mắn phỏng vấn thành công và sớm đến được Mỹ. Lịch visa và lịch mở hồ sơ sẽ tăng tiếp tục trở lại cho đại gia đình F của chúng ta trong thời gian sớm nhất. Chú ý đối với những hồ sơ lịch mở đã vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ được mở làm 6 bước thì cần liên hệ với NVC để xin cây number và invoice ID number. Chúng ta phải chủ động hỏi thăm về hồ sơ chủ động kiểm tra hồ sơ để biết hiện tại hồ sơ tới đâu tìm cách mà xử lý. Và 6 bước hoàn tất hồ sơ với NVC cũng như các giấy tờ cần chuẩn bị khi hồ sơ được mở. Tại NVC, hắn cũng đã có video hướng dẫn chi tiết nhất. Đường dẫn của video đó nằm bên dưới phần mô tả của video này. Cô chú, anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Sau đây, Thắng xin được cập nhật tịch visa diện EB3 và diện EB5 cho tháng 11 năm 2024 như sau. Đối với diện EB3, lao động có kỹ năng, lao động không kỹ năng, lao động có bằng đại học. Thì lịch visa tháng 11 năm 2024 ở thời điểm ngày 15 tháng 11 năm 2022 đứng yên so với tháng trước. Lịch mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC ở thời điểm ngày 1 tháng 3 năm 2023 đứng yên so với tháng trước. Đối với lao động tự do khác thì lịch visa ngày 1 tháng 12 năm 2020 đứng yên so với tháng trước. Lịch mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC ngày 22 tháng 5 năm 2021 đứng yên so với tháng trước. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp sinh lao động tại Mỹ với một công ty bảo lãnh thì sẽ được giải quyết một cách liên tục. Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam diện này không được phổ biến. Đối với diện EB5 bao gồm C5 và T5 đầu tư định cư trực tiếp, thì visa ở thời điểm hiện tại cho tháng 11 năm 2024 và mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC cũng đang ở thời điểm hiện tại cho tháng 11 năm 2024. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp sinh đầu tư vào Mỹ sẽ được giải quyết một cách liên tục, diện đầu tư này không được nhiều người Việt Nam đầu tư vào. Đối với diện EB5, I5 và L5 đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng, thì lịch visa bị mở hồ sơ tháng 11 năm 2024 được xét ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp sinh đầu tư vào Mỹ sẽ được giải quyết một cách liên tục. Để đầu tư vào Mỹ, anh chị cần ít nhất 850.000 đến 1 500 50 000 đô kèm theo các điều khoản khác đa số người việt nam chọn cách đầu tư này